Chào mừng chị đến với channel của em, bên đồng Quỳnh Trọng Thiện. Hôm nay sẽ làm chị một cái video. Video này sẽ gồm có 3 phần. Phần đầu tiên, chúng ta cùng nhận định về thị trường trong tuần sau nhé. Và phần tiếp theo nữa, chúng ta cùng đi sơ lược về một số cái mã cổ phiếu, mã cổ phiếu nào đáng để đầu tư, mã cổ phiếu nào đang có những lực mạnh, lực yếu. Và cái phần cuối cùng, là em và chị sẽ cùng tìm hiểu về cái chỉ báo RSI, một chỉ báo để giúp chúng ta cho cái việc bắt đáy một số mã cổ phiếu nhé. Và nếu như chị chưa tham gia cái room đồng này bên em thì em đã xóa một cái room trên Zalo rồi. Em chuyển qua sử dụng một cái group cộng đồng trên này để em có thể dễ cập nhật hơn chị hơn. Thì chị có thể tham gia vào đây nhé. Anh chị gọi là tìm kiếm chỗ trên Facebook á, chị gọi là cộng đồng người đầu chứng khoán gạch đầu tư và tiền vượt. Thì sẽ ra chị nhấn vào tham gia nhé. Hoặc là chị có thể nhấn vào những cái video của em này, nhấn vào những video. Sau rồi anh chị kéo xuống đây. Sẽ có cái group cộng đồng này, anh chị nhấn vào đường link này sẽ được tham gia nhé. Thì tại đây em có cập nhật cho anh chị rất nhiều những cái thông tin về thị trường trong và ngoài phiên nữa. Và hôm nay này em có nói về những cái vấn đề về độc vị, một số cái báo cáo tài chính này, hay là em có nói về cái hướng thị trường sẽ đi này. Đấy. Thì rất mong chị hãy bỏ một chút thời gian, nhấn nút thích video này, nhấn nút đăng ký kênh này và nhấn một chuông thông báo để nhận video em sớm nhất nhé. Hoặc là chị có thể nhấn vào đường link ở đây để đăng ký kênh bên em nhé. Vậy cảm ơn chị rất là nhiều. Và tổng kết cái phiên giao dịch của ngày thứ 6 là người thấy đó, thị trường chúng ta giảm 24,8 điểm. Và cái mức giảm này gần như là phủ định lại cái phiên của ngày hôm thứ năm, gần như là đánh mất đi những cái ngày thứ năm đã làm được bao nhiêu là vứt bỏ hết. Và khi nào còn hơn thế nữa nhé. Thì chúng ta thấy một điều này là điều mà thị trường chúng ta đang cho thấy một cái lực khá là yếu. Kèm với đó nữa là mọi người thấy là cái thanh khoản này. Thanh khoản thì tăng lên. Nhưng cái mức tăng này chỉ dành cho những phiên mà thị trường giảm điểm thì thanh khoản tăng. Còn những cái phiên mà thị trường chúng ta hồi phục thì thị trường chúng ta thanh khoản chẳng thấy đâu nhá. Thì điều này sao ạ? Điều này đúng cho một cái xu hướng là xu hướng giảm trong thời gian sắp tới vẫn còn, chứ không phải là sẽ chấm dứt ở đây đâu ạ. Đây mọi người thấy không? Khi mà thị trường chúng ta này, những cái phiên mà thị trường cũng tăng thì thanh khoản không thấy đâu. Đây, và phiên giảm thanh khoản rất là cao nha, luôn luôn rất là cao. Và thị trường chúng ta nhìn chung về tổng thể nguyên một tuần thì có những cái lực hồi phục lại cực kỳ mạnh mẽ này. Đó, những lực hồi phục lại mạnh mẽ, lên được những cái vùng như là 1.300, gần 1.300. Và để nhận định cho thị trường tuần sau thì em nghĩ rằng thị trường chúng ta khả năng cao sẽ dao động quanh những cái vùng như là 1.250 cho đến 1.300. Và nếu như xấu nhất thì chúng ta có thể về test lại những cái vùng như là 1.230 nhá. Và nếu yếu nữa có thể gãy về những cái vùng 1.200 là điều mà khả năng có thể xảy ra đó mọi người. Và em nghĩ rằng thị trường chúng ta tuần sau là một thị trường mà sẽ dao động quanh những cái vùng như là 1.250 cho đến tận 1.300 là rất là khả quan, em nghĩ sẽ rất là khả quan. Tại vì sao ạ? Thì quanh những cái vùng này là những cái vùng mà sẽ có những lực vào bắt đáy nếu như giảm về những cái vùng như 1.230 cho đến 1.250 nhé. Và cũng là một thời điểm tốt để cho thị trường chúng ta là kéo cái đường EMA 20 về đây được nhé. Thì đó là cái mà thị trường khả năng cao sẽ đi trong tuần sau. Và với cái chặt tuần thì sao ạ? Chặt tuần mọi người thấy đó, thị trường chúng ta đang có một cái nến gần như là một cái nến lưỡng lự, hơn lưỡng lự một chút. Và em cũng nghĩ rằng thị trường chúng ta đang cố gắng đóng cửa chạm đường EMA20 này đó. Thì chúng ta chưa có một cái phiên nào đóng cửa dưới đường EMA20 nhé, trong thời gian gần đây nhất này đó, về chặt tuần này đó, từ cái chỗ hồi tháng 7 năm 2020 tới giờ chưa một cái phiên nào hết. Và bây giờ là một phiên gần như là sẽ có hiệu cho thấy là khả năng thì chúng ta sẽ đi qua những cái vùng này trong thời gian tới. Tức là sao ạ? Tức là thì chúng ta sẽ đi qua những cái vùng này, em nghĩ sẽ vậy đó. Chính vì thế là một thời điểm để chúng ta có thể cơ cấu danh mục và cũng như là có thể chọn lên được những mã phiếu gần như là mã phiếu tốt để chúng ta đầu cơ hay là đầu tư T cộng ở thời điểm này, nếu như nó chạm về những cái vùng phía dưới này mà không gãy nhé. Đấy, và nếu như gãy thì chúng ta có thể tìm những hội lớn hơn, giải ngân một cách lớn hơn nếu như nó về những cái vùng mua 1.200 này hay là về 1.150 nhé. Và phiên dịch ngày hôm thứ 6 em cũng nói khách hàng em một số vấn đề. Đây, mọi thấy không, em đã phân tích 4 yếu tố để thấy rằng thị trường chúng ta không thể nào bứt phá mạnh lên được, và cũng như thị trường chúng ta phải cần có một nhịp chỉnh nữa đó. Đầu tiên đó là về cái lượng hàng chờ bán ra qua những cái vùng như là 1.330 cho đến 1.330 là rất là cao, và cái lực khối lượng này hiện tại này vẫn chưa đủ để có thể break out được những cái vùng này.
phá vỡ những cái vùng này để lên đó. Và ý thứ hai là lượng hàng T cộng này đa phần đã đều có lãi hết rồi đó, đa phần đều có lãi rồi, và đây được coi như là một cái lý do cho thấy là thị trường chúng ta sẽ có những phiên rung lắc cực kỳ mạnh trong thời gian sắp tới, chứ không phải là sẽ chững ở đây đâu. Tại sao? Lượng hàng này sẽ bán ra nếu như thị trường chúng ta tâm lý yếu một chút thôi, lượng hàng này sẽ bán ra giống như phiên dịch hôm thứ sáu này đó. Chỉ cần những cái phiên cuối phiên mà chúng ta tâm lý yếu một tí thôi là cái lượng hàng bán ra cực kỳ mạnh ở phiên ATC nhá. Và thực chất nhìn tổng thể thị trường tôi thấy là vẫn chưa những lực hồi phục mạnh mẽ, mà thay vào đó có những sự hợp tác, những sự ủng hộ từ bên bán là chính mà thôi đó. Tức là sao? Tức là những cái bên bán họ chưa chịu bán hàng ra mà thay vào đó họ mua thêm vào đó. Và cái cuối cùng nữa đó là cái con tim của thị trường, đó là ngành ngân hàng vẫn chưa có những cái lực vào mạnh mẽ, vẫn chưa có thấy lực tiền vào ổn định mạnh mẽ, và hiện tại đang rất là yếu, vẫn chưa rất nhiều, vẫn thấy là rất nhiều mã vẫn đang nằm dưới đường MA20. Chính vì thế bốn yếu tố này em đã nhận định là thị trường chúng ta chưa thể nào vượt ngay được ở cái lúc bây giờ, cũng như là cần phải có một nhịp chỉnh nữa. Và em nghĩ rằng thị trường chúng ta sẽ tiệm cận quanh những cái vùng như là 1.300 cho đến 1.310, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chạm về lại đó, giảm về lại những cái vùng như là 1.280 cho đến 1.290. Thì điều này sẽ là cơ hội chúng ta có thể giải ngân thêm một số mã phiếu khỏe, một số mã phiếu tốt đó. Thì em đã kỳ vọng vào tuần sau sẽ những nhịp giảm về những cái vùng như là 1.250 cho đến những cái vùng như là sâu hơn nữa để em có thể giải ngân một số mã phiếu tốt và khỏe nhé. Đó, đây em đang kỳ vọng là chúng ta sẽ những cái nhịp giảm về sâu nữa qua những cái vùng đây, vùng như là vùng 1.250 này, sâu nữa là về những vùng đáy nó, đáy hỗ trợ nó là 1.230, 1.230 quanh vùng này nhá. Chúng ta nhìn về một số cái biểu thị như là RSI đi. RSI thì vẫn đang có dấu hiệu là chưa biết được đâu là đáy đó, và có thể vẫn có thể giảm về những cái vùng phía dưới này nữa cũng có thể đó, và vẫn đang có cái dấu hiệu quay đầu nhẹ một tí đó, để coi như thế nào nhá. Đó, đây là MACD này. Còn RSI sao ạ? RSI thì đang có dấu hiệu này quay đầu này đó, thì em đang kỳ vọng rằng là thị trường chúng ta sẽ có những nhịp quay về lại ngay chỗ này để tạo như này này chị này, anh chị này, tạo như này nói lên tiếp, thì khi đó nó sẽ xác nhận chúng ta một cái hướng đánh rõ ràng hơn, đó là chúng ta hướng đánh rõ ràng hơn đó, kiểu như này nhá. Đó là nhận định riêng của em. Và anh chị thấy đó, một số cái thông tin đang đè lên một số nhóm ngành rất là nhiều, chẳng hạn như về ngân hàng đấy, thì anh chị đã biết rồi là nhóm ngành này đang chịu ảnh hưởng rất là nhiều bởi những một số yếu tố, đó là về hạ lãi suất này, cho hỗ trợ cho một số khách hàng này, một số doanh nghiệp này. Đây là yếu tố sẽ ảnh hưởng tới một số cái ngành ngân hàng, đặc biệt nhất là ngân hàng nhà nước, ví dụ như là CTG này hay là BIDV nhá. Và cũng có một cái game để ủng hộ cho một số ngân hàng tư nhân, và đa phần là những ngân hàng tư nhân đang có Basel 2 hướng tới Basel 3, như là một số ngân hàng như là Techcombank này đó, hay là một số ngân hàng như là Tiên Phong Bank đó, Vbank hay là MSB vân vân. Thì một số ngân hàng này được lưng cái room tín dụng lên đó, được nới cái room tín dụng lên trong khoảng từ 20 cho đến 25 nhá. Thì em đã nói rồi, về nhóm ngành ngân hàng thì nhóm ngành này sẽ đi với một cái game riêng của nó trong gian tới nhé, đi trong một cái game riêng của nó, sẽ không phải là đi chung với rất nhiều cái mã phiếu khác nữa, không phải đi chung với cả một nhóm ngành ngân hàng nữa, mà thay đó sẽ có rất nhiều mã phiếu ngân hàng sẽ đi theo cách riêng của nó, và rất nhiều mã phiếu ngân hàng sẽ bị giảm theo cách riêng của nó đó. Tiêu biểu như một số mã phiếu ngân hàng mà anh chị thấy không, ví dụ như là CTG này đó, hay là BIDV này, thấy không, giảm rất là yếu, rất là yếu nhá, không có những cái lực hồi phục lại trở lại mạnh mẽ đó. Ví dụ như là MSB này đó, hay là STB này, hay là Techcombank này, thấy không, đều có những cái lực hồi phục lại, giữ được cái nền của nó, tránh bị giảm xuống những cái vùng phía dưới này đó. Thì chúng ta thấy được là những mã phiếu này đang có những cái lực nâng đỡ cực kỳ khỏe đến từ tạo lập big boy hay tổ chức đó. Thì khả năng cao những mã phiếu được giữ cái vùng nền này sẽ là những mã phiếu được đánh sớm hơn so với những mã phiếu được gãy nền như vậy đó. Thì nếu như những mã phiếu được giữ vùng nền này thì là sẽ những mã phiếu sẽ đi trước và nó sẽ đánh theo cách riêng của nó. Thì sẽ có hai cái hướng đánh cho cái nhóm ngành này. Thì đầu tiên, đối với những cái mã phiếu được giữ cái nền thì chúng ta hãy chờ đợi là một cái nhịp nào đó nó test những cái vùng này sơ bật lại, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái điểm mua qua những cái vùng này bắt đáy được nhá. Đó là những nhịp bắt đáy. Còn điểm muốn đầu tư chúng ta hãy đợi cho những cái nhịp như thế này, hợp lý hơn rất là nhiều. Đó, xác nhận vượt cái đường MA20 thì đó chúng ta vào đầu tư. Hãy đầu tư những mã phiếu mà nó vượt đường MA20, thì tức là
nó đang ở một cái xu hướng xuất phát cho một cái chặng đường dài của nó, chứ không phải nó đang ở một cái xu hướng bị chững lại chờ đợi cho một cái nhịp đánh lên quá lâu cho thị trường nhé. Chẳng như bây giờ thì thấy không, khi nó đang nằm dưới những cái đường này, ví dụ như đang nằm dưới những cái đường MA20 đi, thì tập tức nó sẽ rất khó chạy ngay được, thấy không, rất khó chạy ngay được đó. Khi mà nó bắt đầu nằm lên trên rồi, khi giá nằm lên trên đường MA20 rồi, bắt đầu chạy này rất kỳ khỏe, chạy rất là khỏe, thấy không, thấy không đó. Chúng ta hãy xem xét những yếu tố như vậy nhé. Thì hiện tại đã có một số mã phiếu ngân hàng mà đang qua những vùng này, ví dụ như là STB này đó, ví dụ như là MSB này, HD Bank này đó, hay là một số mã ví dụ như là VDBank này cũng đang có dấu hiệu giữ được cái vùng này của nó. Còn một số mã phiếu yếu là sao, tức là một số mã ví dụ như là CTG này, thấy không, hay là BIDV này đó, hay là một số mã phiếu ngân hàng dòng midcap hơn nữa đó, thì nó đang ở những cái vùng bị gãy này cực kỳ mạnh này đó, gãy xuống những cái vùng này cực kỳ yếu nhé. Đó, sẽ mở anh chị về một số mã phiếu ngân hàng đó, ví dụ như là có K, có BVB, thấy không, bị gãy này cực kỳ xấu này, hay là mã cổ phiếu VB này bị gãy này rất là xấu này, mình thấy không, nằm rất là xa đường MA20 luôn, hay là EB cũng vậy này đó, rất là xấu này. Đấy, chính vì thế chúng ta hãy tìm đến những mã phiếu mà nó có dấu hiệu nâng đỡ của tạo lập hay là nâng đỡ từ tổ chức Big Boy nhé. Thì đó nhóm ngành ngân hàng. Còn về nhóm ngành về thép thì sao ạ? Nhóm ngành thép thì anh chị biết rồi, một số thông tin đang ra gần đây đó là việc nâng mức thuế xuất khẩu nhé, từ 5-10%. Thì một số cái mã phiếu sẽ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như là mã phiếu Hòa Phát này cũng sẽ bị ảnh hưởng này khi chủ yếu xuất khẩu về thép HLC. Thì em có một số cái thông tin ở đây, ví dụ như là giá thép gọi là tăng sốc này, nhiều dự án bất động sản ngừng thi công này đó, và nhiều dự án đầu tư công trong thời gian cuối năm nay sẽ nổ ra rất là nhiều đó. Thì nhà nước đã nói rồi, trong việc 6 tháng đầu năm đầu tư công rất là ít và chú trọng vào 6 tháng cuối năm sẽ nâng cái việc đầu tư công lên, phải nói là nâng lên tầm gấp 3 gấp 4 lần 6 tháng đầu năm nhé. Chính vì thế cái việc giá thép tăng sốc như này nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến những cái nhà thầu này, hay là một số cái dự án nhé. Người thấy không, cái việc giá thép tăng 4% này, nhà thầu lao đao này đó, rồi cái nhiều nhà thầu đang ngừng cái việc thi công lại chờ giá thép giảm để tiếp tục thi công đó. Chính vì thế nhà nước khả năng cao đang nhúng tay vào điều chỉnh giá thép, đang cố gắng kìm hãm giá thép lại để sao ạ, để cho việc đầu tư công 6 tháng cuối năm này sẽ được diễn ra một cách trơn tru hơn, hỗ trợ cho một số công ty về ngành xây dựng này đó. Chính vì thế thì ngành thép hiện tại không có nhiều cái cơ địa để khả năng phát triển tốt trong cái dịp 6 tháng cuối năm này, mạnh hơn 6 tháng đầu năm nữa nhé. Hay một số thông tin về gia hạn cái việc mà điều tra chống bán phá giá này, đối với cái thép này, mã nhập lậu này đó. Thì Việt Nam ta có rất nhiều mã cổ phiếu đang nhập khẩu một số cái mặt hàng thép từ Trung Quốc về nhá, ví dụ như một số mã phiếu như thép Tiên Lên này, hay là một số cái thép ví dụ như là thép Tiên Lên này, mọi người thấy không, thép Tiên Lên này, hay là thép Việt Nam này, cũng là một số mã phiếu đang nhập một số lượng hàng thép từ Trung Quốc về, và đa phần là nhập lậu nhé. Em suy nghĩ là đa phần nhập lậu chứ khó thể nhập được những cái loại thép tốt vì giá rất là cao, họ nhập lậu về họ chế biến lại xong rồi họ bán lại nhá. Thì ngành thép thì em nghĩ là dư địa tăng không nhiều nữa đó, chính vì thế chúng ta có thể đầu tư mạnh vào mã phiếu Hòa Phát được thôi, còn nhiều mã phiếu còn lại chúng ta sẽ không đầu tư nữa đó. Hòa Phát thì cái dư địa tăng của nó và cái cơ bản của nó có thể chống chọi được với những thông tin, có thể hấp thụ được những thông tin này, còn một số mã phiếu kia thì khả năng cao trong thời gian tới sẽ bị đè giá rất là nhiều, khó thể tăng trưởng được. Nếu xác nhận chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ nắm giữ mã phiếu nào Hòa Phát cho đến quý 1 quý 2 năm sau nhé. Còn về dòng chứng khoán thì sao ạ? Dòng chứng khoán thì em nghĩ là dòng chứng khoán sẽ là một cái dòng mà sẽ có những cái nhịp đánh lại khi chúng ta trở về lại được những cái nhịp tăng trưởng tiếp trong thời gian sắp tới. Tức là sao? Tức là thị trường chúng ta này, khi chúng ta giảm này, phải không? Thì dòng chứng khoán cũng sẽ bị chững lại, cũng sẽ tích lũy lại, đợi đi chung thị trường. Đó. Mà khi thị trường xác nhận đánh lên thì dòng thép cũng sẽ xác nhận đánh lên. Mọi người thấy giống không ạ? Cực kỳ giống nhá. Đó, ví dụ nha. Ví dụ như là thị trường chung chúng ta này. Đó, thì chúng ta xác nhận đánh lên này. Đó thì dòng thép bắt đầu xác nhận đánh lên, dòng chứng khoán bắt đầu xác nhận đánh lên này. Đó. Đó, một số mã đi trước, một số mã đi sau. Ví dụ một số mã đi trước ví dụ là mã VND này sẽ đi trước này, thấy không? Hay là mã VCI này chạy trước này. Đó. Một số mã đi chạy trước này, còn một số mã chạy sau. Chính vì thế dòng chứng khoán sẽ là một dòng sẽ gần như đi chung với thị trường nhá.
Thì hiện tại thì dòng này em thấy rằng là đang có những cái nhịp một số mã phiếu lớn này, như SI này, hay là SHS này, VND này, HCM này, đang có những cái nhịp tiệm cận lại những đường MA20. Chính vì thế chúng ta có hội đầu tư, hãy đợi nó chỉnh về những nhịp phía dưới này nhá. Thì vì sao ạ? Thời điểm này chỉ là thời điểm bắt đáy hay là thời điểm lướt T cộng. Và nếu bắt đáy lướt T cộng mà chị quá quan tâm đến cái việc là cổ phiếu nó tăng rồi mới mua thì đó không phải là việc lướt đâu, đúng không? Tức là sao? Tức là khi em cho khách hàng mua ở những cái nhịp phía dưới này đi, ở tầm 44 đi, mà nhiều khách hàng đợi cái cây này thì không chịu mua, đó đợi mua những cái phiên ví dụ là giá này, cái này, cái sau này thấy nó tăng quá rồi mới hỏi mua, và rồi sao chị? T cộng về lỗ, đó T cộng về lỗ, thấy không? Tại sao ta mua ở đây? Thì T cộng về chúng ta vẫn lời này, nó khác biệt hoàn toàn nha anh chị. Đó cách đầu tư chúng ta sẽ nhìn nhận về cái việc bắt đáy nó phải khác nhau hoàn toàn, chứ không phải bắt đáy là đợi nó tăng rồi với bắt đáy là sai hoàn toàn. Tuần vừa rồi cũng có bắt đáy mã phiếu CTG này, CTG thì hôm nay bên em bán này, bán hết CTG nhá. CTG bắt đáy giá tầm 32, CTG bắt đáy giá 32 thì hôm nay có những cái nhịp quanh ở vùng giá tầm 33.4, 33.5, bên em bán đầu phiên luôn, đầu phiên này từ 9 giờ 18 đã bán rồi đó, quanh những cái nhịp này bán hết. Thì bên em có mua thêm một số mã phiếu trong cái tuần vừa rồi, như là dòng bất động sản dân sinh này, thì có KD Khang Điền này, đó có Khang Điền này, đấy không? Khang Điền này, đó Khang Điền có chuyện em nói rất là nhiều rồi, đó là khi mà anh Sơn bắt đầu mua vào mã phiếu Khang Điền rồi, bắt đầu xác định đầu tư rồi, không còn đưa mã phiếu này cho những cái lái họ lái nữa, đó nhưng quanh vùng này là lái họ lái này, đó còn những cái nhịp mà Khang Điền anh Sơn bắt đầu mua là bắt đầu đó, đi rất chỉnh chu này, đi rất hoàn chỉnh này, từ đó là một mã phiếu đáng để đầu tư đó. Những cái nhịp này chỉ là những cái nhịp rung lắc thôi, rung lắc từ cái phiên T cộng này, T1, T2, T3 đó, thì họ bán ra những cái phiên này thì nhìn chung cũng là một cái phiên tích cực chứ không phải là một phiên xấu đâu chị. Em nghĩ là một phiên tăng ngày, một phiên tích cực sẽ là một cái phiên tạo nền quanh những vùng giá tầm 39 đến lên nhá. Thì về câu chuyện của Khang Điền là như vậy, và cũng có một số mã như là HVC này đó, phát triển về Bà Rịa Vũng Tàu này, đó cũng là mã phiếu bên em đang cân cân nhắc này, và chạy rất là khỏe nhá, chạy rất là khỏe này đó, và Lam Long nữa này, Lam Long nữa này, đó là những mã phiếu về khu dân sinh này, chạy rất là khỏe này. Đấy nằm trên được đường MA20 và xác định cho một xu hướng đánh lên của nó, chứ không phải là nó nằm dưới và nó cứ lây đà lại đà. Thì ngành bất động sản của dân sinh mọi người hãy chú trọng tới một số mã phiếu ví như là Lam Long này, Khang Điền này, hay là HDC này, hay là Vinhome, bốn mã phiếu đó thôi nhá. Đấy thì qua một số mã phiếu dòng khác đi, dòng bán lẻ sao à? Dòng bán lẻ thì hiện tại đang có một số mã rất là khỏe đi ngược thị trường, ví dụ như là FRT này, mình thấy FRT này, bên em cũng có mua vào FRT đây, FRT bên em có mua vào FRT, bên em có mua vào FRT để anh chị là mạo hiểm này, thì mua FRT quanh vùng giá tầm 31 này, thứ năm này, thứ năm hàng về này, mình thấy không? Đây đây mua quanh vùng giá tầm 31.4 này, 0.5 này đấy, và FPT hôm nay chạy rất là khỏe và bên em đã bán rồi, bán ra đây, bán ra quanh những nhịp tầm 34, 34 nhá. Thì FPT giờ chạy cực khỏe này, em nghĩ là sẽ có những phiên cứng lại qua những cái vùng này, thì đó là cơ hội để bên em vào thêm hay là vào mới, vào mới lại nhá. Và FPT nữa, FPT là mã phiếu mà em thấy rằng là dư địa tăng nó vẫn còn và cơ hội của nó vẫn còn nhá, và những cái chỉ số của nó đang tăng cũng như là cái báo cáo tài chính nó tung ra cho thấy một điều là cái chỉ số PE càng ngày càng đang giảm và cái kỳ vọng mà phiếu này càng ngày càng cao, em kỳ vọng là còn dư địa đầu tư rất là nhiều vào phiếu này. Chính vì thế em nghĩ là mà phiếu này đạt 105 là sớm thôi anh chị, hãy cân nhắc vào phiếu này nhá. DigiWorld nữa và thế giới động đó, thế giới động thì đang hấp thụ một số thông tin từ bắt đầu xanh đó, một số thông tin xấu bắt đầu xanh, và khi nó tụ xong rồi thì nó sẽ chạy lên thôi, không có nhiều cái lý do để nó giảm đâu, tại vì mã phiếu này là mã phiếu chiến lược mà đó. Khi mà cái mảng di động này và cái mảng điện máy xanh đã bị chỉnh lại đó, thì mảng bắt đầu xanh đang có những cái nhịp chạy vượt trội và đang có những cái nhịp hồi lại những cái lượng vốn chứ nó đã bỏ ra và sẽ sinh lợi nhuận trong thời gian gần nhất, có thể là cuối quý 4, em nghĩ là cuối quý 4 nhé, hoặc là đầu quý 1. Đó là những mã phiếu em nghĩ rằng sẽ khá là tốt, hay là Masan cũng được này, Masan khá là ổn này, khi mà Masan vẫn giữ được những cái vùng nền trên và nó đang tiếp tục chạy 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 chứ nó phải nằm ở dưới những mã phiếu còn lại, và em nghĩ là Masan sẽ còn đánh được một nhịp nữa, một nhịp nữa, đánh được một nhịp nữa quanh những vùng giá như là 130 cho đến 135 nhá. Vậy còn bất động sản công nghiệp thì sao ạ? À?
Bất động sản công nghiệp thì em nghĩ là sẽ có mã phiếu Long Hậu nhé. Mã phiếu Long Hậu này khá là khỏe này, đó vẫn giữ được cái xu hướng đánh lên của nó. Những cái nhịp chỉnh này thì em nghĩ rằng là một nhịp chỉnh tương đối gần giống như những cái phiên trước đó thôi, mình thấy không, nó lên sẽ những nhịp chỉnh lại này, chỉnh lại để lên tiếp, chỉnh lại để lên tiếp, và em sẽ chỉnh lại để lên tiếp thôi đó. Và có thêm một mã nữa đó là SGS nữa này, cũng đang khá là khỏe nhá, khá là khỏe, khu công nghiệp Sông Đà này đó đang đánh lên này, nhưng mã phiếu là định giá cao, cao hơn mã phiếu Hậu Giang rất là nhiều đó. Thì nhìn chung thì hiện tại thì mã phiếu Hậu Giang vẫn đang rất là khỏe và dự định lên cò nhá. Thì tại sao à? Tại vì cái mã phiếu Hậu Giang này thì nó có thuộc cái quỹ đất của nó tại khu vực miền Nam cực kỳ rẻ, quỹ đất nó gần như rẻ nhất tại khu vực miền Nam, chính vì thế nó hưởng lợi rất là nhiều nhá. Và cái quỹ đất nó còn thì nó mới tiếp tục đánh lên được. Những mã phiếu về bất động sản khu công nghiệp á thì nó phải coi đến quỹ đất của nó, quỹ đất giống như là cái nguồn sống của nó vậy. Nếu như quỹ đất nó cạn đi thì nó sẽ không có thể cho thuê thêm được nữa đó, và nó sẽ không có những cái sự đột biến rơi vào những trong cái quý phát triển của nó đó, quý 2, quý 3, quý 4 của nó sẽ không có những cái đột biến lợi nhuận ghi vào nhá. Thì có thêm một số mã như là SC này, hay là mã cổ phiếu GVR đó, là những mã phiếu em thấy là về bất động sản khu công nghiệp là đang khỏe nhá, mọi người cân nhắc này. Thì cuối cùng là ngành dệt may. Dệt may thì em nghĩ là anh chị nên cân nhắc đến hai mã phiếu thôi, đó là mã phiếu STK và MSH đó. MSH thì anh chị có thể coi cái video gần nhất của em, em có làm về mã phiếu MSH nhá, anh chị hiểu được là cái dư địa phát triển nó còn hay không và cái cơ hội phát triển nó còn hay không nhá. Đây anh chị coi này, mã phiếu đây, định giá mã phiếu MSH này, mình sẽ coi video này nhá. Và có thể qua mã phiếu cảng biển một chút đi. Cảng biển thì em rất thích ba mã phiếu, bốn mã phiếu thôi, đó là mã phiếu HHH này đó. HHH thì bên em vẫn tiếp tục còn nắm giữ mã phiếu HHH. Đây HHH thì bên em có mua thêm những cái nhịp như là nhịp giá 38 này, mua thêm những nhịp chỉnh giá 38 này, hôm nay thì cũng quanh được những cái vùng trên này đó. Thì hôm nay ngày thứ hai hàng về để coi như thế nào nhá. Và GMD nữa này, GMD cũng tại đang một cái nhịp mà em nghĩ là sẽ tích lũy quanh vùng này trong thời gian tới thôi đó, sẽ một nhịp chúng ta cân nhắc mua được nếu như nó chạm được em ấy mới bật lại nhá. Đó là cái mã phiếu GMD. Còn mã phiếu VSC sao ạ? VSC thì khỏe mà, đang tích lũy ngay tại vùng đỉnh đó thôi, mọi người có thể cân nhắc đợi một nhịp đánh lên nó thôi nhá. Một mã cuối cùng đó là mã phiếu SGB đó, mã phiếu khá là khỏe này, cũng giống như mã phiếu mã phiếu VSC và mã phiếu GMD thôi, cũng đang tích lũy lại qua những vùng đỉnh nó thôi, đang đợi những gì đánh lên, tích lũy xong đánh lên thôi, anh chị cân nhắc nhé. Thì đó là một số mã phiếu về ngành cảng biển. Vậy là chúng ta đi xong phần thứ hai rồi, chúng ta sẽ đi đến phần thứ ba, đó là cách chúng ta bắt đáy một số mã phiếu bằng chỉ báo RSI, đúng không ạ? Thì chỉ báo RSI chúng ta hãy nhìn nhận vào đây, em sẽ cho anh chị thấy chỉ báo RSI đây nhá. Đây là chỉ báo RSI này. Và chỉ báo RSI này thì nó sẽ có hai bên, một bên là bên phía này là bên gọi là bên quá bán, đây bên phía quá mua, tức là khi nó nằm dưới vùng 30 nó thuộc về những cái vùng quá bán nhá. Còn khi nó nằm trên những cái vùng như là vùng 80 thì nó thuộc cái vùng gọi là vùng quá mua, tức là quá điểm mua rồi không nên mua nữa, quá điểm bán tức là quá bán là không nên bán nữa đó. Thì ở những cái vùng quá bán này nó sẽ quay đầu trở lại. Ví dụ nhé, sẽ gọi cho anh chị mã phiếu như là mã phiếu bên em có bắt đáy đi, bắt đáy mã phiếu CTG, bên em có bắt đáy CTG nhá. Đây, bên em có bắt đáy CTG thì anh chị thôi này, phía này nhá. Đây, có phải là nó nằm ở những cái vùng, đó là những cái vùng đây, những cái vùng quá bán không chị? Gần như là quá bán này. Đó, chạm những cái vùng quá bán này này. Đó, và nó chạm những cái vùng quá bán của mọi thời đại của nó luôn. Đây, gần đây nhất này. Gần như là gần một năm gần đây nhất đó, và nó còn có thể giảm về được những cái vùng phía dưới này nữa. Đây tầm 23, có thể sâu nữa là vùng giá 20 nữa này đó. Chính vì thế thì bắt đáy chúng ta cũng phải xem xét rõ một số cái nền của nó nữa, tức là sao khi nó giảm về những cái điểm tầm 30 rồi ở việc quá bán rồi, chúng ta phải qua coi thử mã phiếu đó, thử là nó đang ở một cái nền hỗ trợ như thế nào, nó gãy về nền hỗ trợ thế nào. Ví dụ nó gãy về một cái nền hỗ trợ còn thì gãy tiếp được nữa, một nền hỗ trợ không có nhiều những cái lực tích lũy gì đó thì chúng ta vẫn chưa thể nào bắt được, hãy đợi những nhịp ở một cái vùng nền hỗ trợ cứng của nó, và kèm với đó nữa là nó phải có một cái lực hấp thụ ở trong cái phiên của nó, tức là nhiều người hay là nhiều những cái tổ chức họ bắt đầu họ vào bắt đáy một phiếu này nhá. Rất nhiều người nói là tổ chức họ bắt đáy, nhiều tổ chức họ có bắt đáy đó, chị nên
thấy một số cái tổ chức họ mua vào họ cũng bán ra lia lịa đấy. Thì đó là các bác đáy nhá. Thì có một số mã phiếu nữa, ví dụ như là SCR này, có thấy SCR không ạ? À? SCR bác đáy này thì sao ạ? À? Thì cái phiên này mình thấy không, mình sẽ cho anh chị thấy này đó, về chỉ báo này thì có phải là nó đang nằm ở một cái điểm quá bán không đó, cái điểm quá bán này đó, sau rồi nó quay đầu trở lại này đó, với một cái chỉ báo cực kỳ đẹp nhá, nó đang có dấu hiệu này này, hai đáy luôn, hai đáy bật lên luôn, cực kỳ đẹp luôn, hai đáy bật lên luôn thì xác nhận là sẽ hồi cực kỳ mạnh đó, như là SCR này đó. Thì đó là một cái cơ hội để chúng ta bắt đáy, nhìn nhận về một số mã phiếu cái bắt đáy ở cái bắt đáy bằng cái RSI này khá là ok đấy. Thì nếu như phiên dịch ở tuần sau mà thị trường chúng ta có những cái lực giảm mạnh hơn, giảm cực kỳ mạnh về những cái vùng như là 1250 này, hoặc là về về vùng 1230 sâu nữa, về vùng 1002 đi, đó là những cơ hội để anh chị nhảy vào bắt đáy một số mã phiếu nhá. Thì cái bắt đáy thì sao, bắt đáy thì anh chị hãy coi về thị trường của chúng ta này, coi về một số mã phiếu này, nếu như giảm quá sâu thì anh chị hãy cân nhắc về những vùng nền đó, cân nhắc về những cái thanh của nó, nhịp hồi phục, những cái vô nó, cũng như là về những cái điểm RSI nó có đạt yêu cầu không, nhảy vào bắt đáy, đó là cách chúng ta bắt đáy nhá. Hay là mã phiếu SI này, thấy không, SI này giảm về chạm những vùng này đó, chúng ta sẽ cân nhắc vào bắt đáy được rồi đó. Tại sao à, nó chạm chúng ta hai đáy này, anh thấy không, hai đáy này đó, thì đó một cái vùng khá là cứng nhá. Và nếu như sắp tới nó chạm một vùng ba đáy thì sao, à ba đáy thì sao, có thể nhảy vào đáy được nhá. Thì cái video em tới đây kết thúc thôi, thì cũng tầm 30 phút rồi, em ơn chị rất là nhiều đã bỏ chút thời gian lắng nghe. Và nếu anh chị muốn tham gia VIP bên em thì có hai cách nhá. Đây, cách đầu tiên sẽ là mở tài khoản tại giao dịch chứng khoán VN bên em, và giao dịch chứng khoán bên em với cái vốn là từ 50 triệu trở lên nhá, và sẽ được tham gia VIP em mãi mãi luôn đó, trừ khi anh chị rời bỏ em mà thôi. Cái thứ hai sẽ là đóng phí, đóng phí này cũng sẽ tham gia VIP em mãi mãi luôn, tặng được một cái video khóa học này đó, tặng video khóa học luôn nhá. Thì hai cách này đều mãi mãi nhá. Anh chị hãy liên hệ với bạn Phương Thảo đây, có số điện thoại dạy đây, anh chị liên hệ đây, trợ lý bên em để hỗ trợ anh chị cách tham gia VIP bên em nhá. Em cảm ơn chị rất là nhiều và rất mong chị hãy bỏ chút thời gian, nhấn vào nút thích video của em này đó, nhấn nút thích để ủng hộ em nhé, cũng như nhấn vào nút đăng ký kênh để lan tỏa video em tới nhiều người hơn đó. Em rất thích những điều này cũng như là động lực để em phát triển trong thời gian sắp tới nữa đó. Và anh chị có thể tham gia vào cái room cộng đồng của em đây, chị nhấn vào cái room cộng đồng đây đấy, thì sẽ có một room cộng đồng hiện ra đó. Room đồng này em cũng sẽ nói về số vấn đề đó, ví dụ như là cái vấn đề của ngày hôm qua này em nói là nhịp hồi này đó, nhịp hồi này đó, hồi phục như vậy là cảnh báo cho một nhịp khó khăn sắp tới, thấy không, đó là cảnh báo một nhịp khó khăn, thấy giống không, cực kỳ giống luôn này đó. Và rồi đầu phiên sáng nay, đầu phiên sáng nay tầm 8 giờ em cũng nói một điều là chúng ta đang gặp những khó khăn như nào với thị trường này đó, vẫn chưa thể nào hồi được với bốn yếu tố đó, bốn yếu tố đầu phiên đầu video em mới nói này đó. Và chúng ta nên trở thành những con báo, những con cá sấu để chúng ta dình những con mồi, chứ đừng có biến thành những con mồi đó. Thì anh chị tham gia này anh chị sẽ hiểu được thị trường như thế nào bằng cách góc nhìn của em nhé. Và em cảm ơn anh chị rất là nhiều, và chúc anh chị ở những ngày cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào anh chị nhé.